Xin chào mọi người và đặc biệt là các em gái dễ thương tuổi Quý Hợi. Đây là video clip và anh Ba Tử Vi sẽ chia sẻ với các em về cái tử vi vận hạn của cái năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của mình, cộng với cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý luôn. Phải công nhận là một điều rằng là từ nhỏ tới lớn chưa có cái năm nào mà người Quý Hợi nữ mạng phải chịu nhiều cái biến cố, nhiều cái sự thay đổi khó khăn ở trong cuộc sống như cái năm Kỷ Hợi 2019. Có thể nói là sau 30 mấy năm, đây là cái năm mà người Quý Hợi phải nếm trải nhiều cái vị đắng nhất của cuộc sống, có cả về mặt tình cảm, có cả về mặt gia đạo, rồi có cả những cái khó khăn ở trong công việc làm ăn. Mọi điều gọi như là cứ đổ sập vào người Quý Hợi nữ mạng ở trong cái năm Kỷ Hợi này, vì mình đã phân tích cái video cho người Quý Hợi ở đầu năm Kỷ Hợi rồi. Bây giờ thì đã là tháng 10, sắp kết thúc tháng 10, tháng coi như là xấu nhất của Quý Hợi ở trong cái năm Kỷ Hợi này. Thật sự mà nói thì cuộc đời mà phải có lúc đi lên và phải có lúc đi xuống. Biết rằng là cái năm Kỷ Hợi này đối với người nữ Kỷ Hợi, nữ Quý Hợi có nhiều cái sự khó khăn. Tuy nhiên như đã nói là các em giữ được mạng đã là thành công rồi. Cho nên đến giờ phút này thì mình cảm thấy là mình cũng còn may mắn hơn nhiều người Quý Hợi đã phải không còn mạng nữa mà tận hưởng cái cuộc sống dù là nó khó khăn hay là vất vả như thế nào. Mình đã nói rồi, còn mạng là còn tất cả. Có thể mất thằng chồng, mất cái nhà, thứ đó có thể tìm lại được, nhưng mất mạng thì không bao giờ tìm lại được ha. Bước qua cái năm Canh Tý thì dĩ nhiên nó sẽ có cái điều tích cực hơn, bớt khó khăn hơn đối với người Quý Hợi. Vì sao? Vì nó không còn bị trực thái tuế, sao thái tuế đi trước mặt nữa, và sao thái tuế đem đến nhiều cái vận hạn rất là xấu. Xét chung của người Quý Hợi nữ mạng ở trong cái năm Canh Tý thì mình thấy rằng nói nó tốt thì không phải 100% là tốt. Nếu mà tính được thang điểm thì chắc khoảng là 6 điểm so với 3-4 điểm của cái năm Kỷ Hợi, thì rõ ràng là bấy nhiêu thôi, có nhiều tín hiệu tích cực hơn, có nhiều cái sự thay đổi hơn, bớt đi cái sự khó khăn ở trong cái gia đạo tình cảm, thì cái người Quý Hợi sẽ cảm thấy có đủ cái sinh khí, đủ cái nghị lực mà bước tiếp. Như đã nói thì nữ mạng Quý Hợi là một trong những cái người tốt số của lục thập hòa giáp, cho nên là hay có quý nhân, hay có những cái người bạn bè giúp đỡ, bởi vì cá tính của họ là một cái người khá là chan hòa, dễ tính, biết dang rộng vòng tay cho những người gặp chuyện cơ nhở, và đôi khi là hơi mềm quá. Tuy nhiên là người Quý Hợi thì đặc biệt là nữ mạng thì đặc biệt là quá trọng tình cảm và đôi khi lãng mạn hơi quá mức, đòi hỏi cái tình yêu của cái người mà yêu mình. Ví dụ như là mình yêu người đó như vậy thì họ đòi hỏi họ phải yêu mình bằng đúng như vậy thì nó hoàn toàn không được, thế là đưa vào thất vọng và buồn bã. Đó là cái nhược điểm rất là lớn của người Quý Hợi. Và hai nữa đó là trù trừ ở trong cái công việc đó. Rồi, chúng ta sẽ phải đi vào cái vấn đề chính, đó là xét xem cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với người tuổi Quý Hợi nữ mạng nó sẽ ra sao. Thì những người mà Quý Hợi nữ mạng á, là năm tới là năm 38 tuổi, người ta gọi là âm nữ. Những người mà sanh từ ngày 13 tháng 2 năm 1983 cho đến ngày 1 tháng 2 năm 1984, đó dương lịch nha, là thuộc tuổi Quý Hợi, chịu sự chi phối của người, của vận hạn của người Quý Hợi. Thì mạng sẽ là mạng đại khê thủy, tức là nước của biển lớn. Biển thì biển ban đêm, cho nên là khá là tăm tối, khó dò lắm, không biết chừng đâu mà dò mà lờ ha. Tướng tinh thì là con xương con heo, nhưng mà là tướng tinh là con gà, cho nên tuy rằng được tuổi mà tốt đẹp về cái số mạng đẹp mã nữa,
nhưng mà thường thì hơi cực thân, hơi gọi là thường những người này là không phải cực thân mà là hay cực cái bản cái đầu. Rồi đó là thứ hai nữa, đó là người này tuy tuy là thí dụ như cái năm nay đi, là cái năm xấu nhất đi nữa, thì người Quý Hợi thì không bao giờ hết tiền chúng tôi. Cứ lúc nào người ta có thiếu nợ bao nhiêu nữa thì chúng tôi vẫn có tiền. À, cái đó là cái người Quý Hợi họ có cái sự may mắn đó. Cho nên mình nói rằng là người Quý Hợi nữ mạng thường là những người gọi là tốt số của lục thập hòa giáp. Rồi nếu mà xét về mạng là người Quý Hợi mạng thủy thì năm Canh Tý là năm thổ, như vậy đó là thổ thủy khắc, thổ khắc thủy. Như vậy là xấu về bổn mạng, chủ về đau ốm, công việc sẽ vì thế có chút khó khăn. Vì sao? Vì cái phúc tinh và tài tinh bị cái bổn mạng nó tương khắc, năm nó tương khắc khắc thì phúc tinh và tài tinh nó thường nó sẽ không phát huy hết tác dụng của nó, mà nó sẽ đôi khi nó còn mất luôn cả cái tác dụng của nó nữa, cho nên là không tốt đẹp. Rồi sao chủ của năm cũng tiếp tục là một cái ngôi sao không tốt, đó là sao Vân Hớn, chủ về một cái ngôi sao đem lại rối rắm, nạn tai. Công việc làm ăn thì của cái này thì chỉ là trung bình, không có tốt đẹp. Với lại cái sao mà sao Vân Hớn là một cái hỏa tinh, nữ Quý Hợi mà gặp sao Vân Hớn chiếu mạng thì cuộc sống công việc coi là mọi sự chỉ là ở mức trung bình, nhưng mà phải đề phòng cái thị phi khẩu thiệt, tức là lời ăn tiếng nói của mình. Thương tật ốm đau hay nóng nảy chuyện mà nó không có đáng, vì vận niên của năm cũng là không vận niên không tốt. Dễ gặp cái chuyện mà kiện thưa bất lợi. Xấu nhất là các tháng 4, tháng 7 và tháng 10 âm lịch. Chú trọng đề phòng chuyện coi như là quan sự gia đạo không yên ở những cái tháng đó. Rồi đó là cái sao nó đè lên mạng của mình như vậy. Còn là hạn của năm á, là người Quý Hợi sẽ phải chịu là hạn ngũ mộ. Người ta nói hạn ngũ mộ đó là chủ yếu là hao tài và mất của, tuy nhiên đây là tiểu hạn. Người ta nói hạn ngũ mộ là một cái tiểu hạn chủ về hao tiền tốn của, khiến cho những cái người mà đương hạn đó là tâm trí bất an lo lắng, nên tránh cho những cái người nhỏ tuổi hơn vay mượn sẽ khó đòi, và không cho cái người ngủ nhờ hoặc là cưu mang cái người nào đó không biết mà vào nhà ngủ, dễ gặp tai bay vạ gió, xảy ra mất của ha. Vận niên của năm là vận niên trư phùng hỏa, đây là một vận niên xấu. Người ta nói cái vận niên trư phùng hỏa là giống như là cái gì ta, giống như con heo bị quay vậy đó. Thì nếu mà nói heo quay là một món ngon chứ bộ, nhưng mà là món ngon cho người ta thôi, mình là con heo mà, mình là thịt, mình là cái món ngon cho người khác. Cho nên là làm việc cho người thì lại thiệt thân tới thân mình. Do vậy mỗi khi có việc gì mà giúp cho người khác phải cân nhắc kỹ lưỡng cái lợi ích của mình trước rồi hãy quyết định, chớ vội vàng mà dễ mang họa vào thân. Công việc thì gặp nhiều cái việc gây nóng nảy, đưa đến những cái quyết định nóng vội, dễ sai lầm ở trong cái vận niên như thế này ha. Hãy nhớ rằng là mình ở năm Kỷ Hợi, mình rớt xuống cái hố thì mình phải bò lên từ từ. Cái gì cái hình sin thì không có hình nào mà xuống dài cái giật thẳng lên vậy được ha. Nó phải xuống, nó từ từ nó xuống dài thì nó phải từ từ nó lên. Thì chỉ mong rằng nó không có tiếp tục xuống và không có đứng ở cái vị trí xấu nữa, mình bò lên từ từ thôi, đừng mong cầu cái việc mình bò một cái nhảy lên trên được ha. Cái gì vậy, té xuống thì phải bò đứng dậy xích xa cái rồi mới chạy được, mới đi tiếp được, chứ còn không thể nào mà té xuống cái bật dậy chạy liền, không có ai mà có thần thánh như vậy được cả ha. Rồi thiên can á là cái chủ mà xét về công việc của người Quý Hợi nữ mạng ở trong cái năm Canh Tý, đó là chữ quý gặp chữ canh thì bình hòa, từ chủ bình hòa ở trong cái tử vi. Nhưng mà nạp âm ngũ hành của canh là kim, quý là thủy, cho nên nạp âm ngũ hành là tương sinh. Cho nên có thể nói năm Canh Tý là một năm có sinh tài lộc, không có mất mát tài lộc như và là cái năm Kỷ Hợi này. Có sinh tài lộc, có tích lũy được, vì nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Địa chi Hợi Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau.
báo hiệu rằng một năm sẽ bớt đi cái sự xung khắc ở trong gia đạo, không có cái nhiều cái sự xào xáo buồn phiền như là đã xảy ra ở trong cái năm này, đúng không? Rồi, như vậy đó là cái vỏ bề ngoài của cái tử vi năm Canh Tý đối với người Quý Hợi nữ mạng. Thật sự là mà nói thì các em thấy rõ ràng là những gì thể hiện nó cũng tích cực hơn, nó cũng tươi mới, nó cũng đỡ đần hơn cái xấu so với trực thái tuế của cái năm Kỷ Hợi này. Bên cạnh đó thì các cái sao các phúc tinh tài tinh ở trong mạng của mình, ở trong cái tử vi của năm Canh Tý, nó cũng được nhiều lợi lộc hơn. Cung mệnh của cái người Kỷ Hợi, người Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng thì có các sao như là Thiên Quang này, Lưu Niên Văn Tinh, Tuyệt Đi Đại Hao, Trực Phù. Đây là bộ sao chủ về sức khỏe không được tốt, chủ yếu là về cái bệnh ở khu vực đường ruột. Thì có thể nói là có đại hao, có trực phù, nhưng mà bị tuyệt đi đằng trước, chắn lại bớt, cho nên là cái sự hao tốn mà về tiền bạc ở trong cái việc mà mình bị sức khỏe không tốt này, nó cũng không có nhiều gì là quá lớn. Có đại hao thì vẫn có tiêu tiền, vẫn có cái việc mà mình phải chi tiêu, những cái việc mình không lường trừ trước, nhưng không có phải là nó hoàn toàn là tiêu hao do là bị tuyệt chán ngữ ở bên đầu. Cung xung chiếu thì có các sao Nguyệt Đức này, Lâm Quang, Tử Phù, Tiểu Hao, Kiếp Sát và Phá Toái. Tuy nhiên bị tuần ở phía cuối tuần, án ngữ ở đằng sau, khống chế cái Tử Phù, Kiếp Sát và Phá Toái này. Đây có thể nói rằng đó là có Nguyệt Đức, tức là có sự may mắn, có sự khởi sắc ở trong công việc, có nhiều cái điều hanh thông. Nếu mà các em nào mà làm trong cơ quan hãng xưởng với cái Lâm Quang thì tốt đẹp cho cái đường quan lộc vận hành. Tuy nhiên là vẫn có Kiếp Sát và Phá Toái, tức là phá toái là có cái sự chọc phá bên ngoài, gây ra cái sự khó khăn ở trong công việc của mình, thậm chí là có người muốn dìm chết mình ở cái kiếp sát. Tuy nhiên bị tuần là một trong những cái sao không có kể xấu tốt. Ổng đi vô là ổng thấy ông nào là ổng cắt đầu 50% hết, cho nên là ổng sẽ cắt bớt cái sự khó khăn mà kiếp sát và phá toái đem lại cho bộ mặt của mình. Có một số cái tuổi, có một số cái ngày tháng năm sinh vẫn có họa sát thân, vì chưa chắc thì đây là tử vi của năm, đúng không? Mình có cái thí dụ như mình có tử vi lá số mình tốt, mình có 7 điểm, tử vi của năm 6 điểm, cộng lại thì mình vẫn chia được, mình tháo lên rửa trên trung bình. Tuy nhiên có những người có cái sao mạng ở trong tử vi của mình là cái số xấu, con số là phải tử nạn hay là gì đó nguy hiểm, thì mình có 4 điểm cộng với 6 điểm chia ra mình có trung bình thôi, cho nên là nhớ cẩn thận nha. Với kiếp sát và phá toái đi trước tuần thì cái sự hung hại nó bị giảm bớt rất nhiều. Tuy nhiên phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh ha. Năm nay năm Canh Tý thì mình không có sợ nhiều người của các em phải có vấn đề đâu, nhiều người Quý Hợi của các em có vấn đề đâu ha. Cung nhị hợp thì có các sao như Thiên Khôi, Thiên Trụ, Thiên Mã. Tang Môn lại đi trước Cô Thần, Phi Liên Bệnh. Đây là dễ có tang ở những người đàn ông lớn tuổi, nhưng mà trước đó là phải có bệnh nữa. Phi Liên đi trước bệnh và người này sẽ bệnh và mới ra đi chứ không có đột ngột, cho nên là cẩn thận. Tuy nhiên có Thiên Khôi, Thiên Trụ, Thiên Mã. Ồ, đây là cái người xa chứ không gần, không phải mình có thể khẳng định là không phải cha mẹ ha, không phải cha mình, nhưng có thể là ông bà hoặc là bà con gì đó lớn tuổi chứ không phải là cha. Với tang môn đi trước Cô Thần, Cô Thần là người của đàn ông ha, quả tú mới là người đàn bà
cung tam hợp thì có các sao như Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, Long Đức, Mộc Dục, Đà La. Đây là một trong những cái cung có phải nói là ảnh hưởng nhiều đến cái phần cung tam hợp này, có nhiều cái sao tốt, đó là Hồng Loan. Thì nếu như các em nào mà đang ở trong cái giai đoạn gọi là còn độc thân thì rất dễ có cái chuyện mà cưới sinh tốt đẹp ha. Tuy nhiên là Tấu Thư đi trước Thiếu Âm thì có cái tin vui về giấy tờ, mà Tấu Thư là giấy tờ, Thiếu Âm là một cái sao tốt phúc tinh, cho nên là có thể nói là nếu như cái mọi người nào đó đang có chờ đợi một cái giấy tờ, một cái gì đó về giấy tờ hoặc là tin để đi nước ngoài hay là gì đó, thì đây là cái năm rất dễ thuận lợi ở trong đó. Mộc Dục Đà La dễ có, không cũng không có gì. Con Long Đức đi trước Mộc Dục Đà La thì sẽ có dễ có thai ngán tốt đẹp, không có việc gì quá khó khăn ở trong cái thai kỳ. Đây là một trong những cái năm tốt và để có thai kỳ chứ không có ảnh hưởng gì xấu. Đó là cái những cái phúc tinh, phá tinh, bại tinh, những cái nói chung là ngôi sao ở trong cái tử vi của năm Canh Tý đối với người Quý Hợi. Nó có nhiều cái mặt tích cực bên cạnh những cái mặt không tích cực, và do các sao nó như thế nó lưu ra, mình tổng hợp lại mình phân tích cho mọi người nghe. Thì mình sẽ ứng dụng cả cái phần tử vi, mình làm luôn vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý đối với tuổi của mọi người, để cho mọi người có được cái nhìn nhận nó tương đối rõ ràng và đưa ra cái nhận định là thế nào là hiệu quả ở trong công việc của mình. Rồi, đầu tiên hết của cái vận hạn 6 tháng đầu năm, đó là tháng Giêng, tháng Mậu Dần của năm Canh Tý. Tháng Giêng của năm Canh Tý là tháng Mậu Dần. Đây là một tháng Thổ. Như vậy xét về bổn mạng thì cái mệnh là Thổ sẽ khắc Thủy. Tháng khắc bản mệnh, bổn mệnh sức khỏe không được tốt, cẩn thận cái tai nạn phạm thân. Vừa hết năm có trực thái tuế, bổn mạng dễ lung lay. Thì bước qua năm nay thì cũng vậy thôi, mình cũng chưa có thể nào mà thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được, cho nên là nhớ cẩn thận. Thiên can thì chữ Mậu của Mậu Tuất rất hợp với Quý, đó là người ta gọi là thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc hanh thông, mọi điều sẽ tốt đẹp. Ngon lành ha, mới vô đầu năm có cái tháng mở cửa ra khai trương, có nhiều cái sự hanh thông tốt đẹp, thấy nó thoải mái nhẹ nhàng hơn là cái năm này, cái năm Kỷ Hợi này mở cửa đầu năm ra là không thấy gì, là thấy vui vẻ rồi. Địa chi thì Dần với Hợi là thuộc nhóm lục hợp, đây là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả công việc và các mối quan hệ. Như vậy tháng Giêng của năm Canh Tý 2020 đối với người Quý Hợi là một tháng chỉ phải chủ yếu lo lắng để ý về cái phần bổn mạng và sức khỏe của mình thôi, vì nó gặp cái tháng đó là tháng Thổ, nó sẽ khắc Thủy ha. Chứ còn công việc và gia đạo là tốt đẹp, mọi thứ rất là ổn thỏa, đối vì thiên can thuộc ngũ hợp, địa chi thuộc lục hợp. Hy vọng rằng với những hai cái ngũ hợp và lục hợp này phần nào khống chế bớt, làm cho giảm đi cái sự hung hại của cái bổn mạng bị tháng khắc của mình. Rồi, tháng tiếp theo của năm Canh Tý 2019 tức là tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão, tiếp tục là một tháng Thổ. Như vậy là cũng sẽ bị giống như là tháng Giêng, với Thổ khắc Thủy, bổn mạng bị tháng khắc, sức khỏe và bổn mạng phải cần cẩn trọng một chút xíu ha. Đặc biệt là hai tháng liên tiếp tương khắc bổn mạng thì tháng sau nó sẽ xấu hơn tháng trước. Cho nên là người mà Quý Hợi có những cái là những người sinh trong tháng 4, tháng 10 thì cần cẩn thận cái bổn mạng của mình một chút hơn những cái người khác ha. Thiên can thì tháng 2 không tốt đẹp như là tháng Giêng, với chữ Kỷ của Kỷ Mão nó khắc chữ Quý. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc dễ gặp bế tắc,
không tốt đẹp, cẩn thận hao tài. Hãy nên nhớ rằng đó là cái khi mà bổn mạng của mình bị tháng khắc thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng yếu đi, nó cũng mất đi tác dụng, phá và bại tinh nó dễ hoàn thành. Gặp bổn, gặp cái thiên can là tương khắc như thế này nữa thì rất là dễ hao tài, thì phúc tinh tài tinh nó bị yếu mà, nó đâu có sáng để nó chống đỡ được cái phá và bại tinh đâu, đặc biệt là cái thiên can này như thế này nữa. Cho nên tháng 2 là tháng mọi người nhớ cẩn thận nhiều điều hơn là tốt đẹp ha. Rồi địa chi thì cũng giống như tháng giêng, mão với hợi thì thường thuộc nhóm tam hợp hợi mão mùi, dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho các mối quan hệ. Tốt nhất của cái địa chi là lục hợp, thứ nhì là tam hợp. Này thì cái này là mình được cái thứ nhì rồi, hai cái tháng đầu tiên về tình cảm gia đạo thì đối với người quý hợi không có việc gì là quá xung khắc, quá khó khăn. Rõ ràng là đây là một điều tín hiệu rất tích cực đối với cái người quý hợi vốn dĩ rất là lãng mạn, rất là coi trọng cái tình cảm và gia đạo. Đó là cái tháng 2. Tiếp đến đó là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn thì là thuộc kim, mà người mệnh thủy gặp tháng kim là được tương sinh bổn mạng, bổn mạng sức khỏe tốt, khi đó phúc tinh và tài tinh sẽ được phát huy hết khả năng của mình, đem lại cái nhiều cái may mắn hơn. Nó sẽ đẩy lùi những cái phá bại tinh và khi đó thì bổn mạng của mình sẽ tốt đẹp. Thiên can thì chữ canh với chữ quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành là kim, nạp âm ngũ hành của quý là thủy, cho nên là được tương sinh. Nạp âm ngũ hành rất dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu quá nhiều ha. Rồi địa chi thìn hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc nhau, cho nên có thể nói hai tháng đầu là được một cái lục hợp, cái tam hợp và cái không có tương khắc, thì gia đạo tình cảm của ba tháng đầu có thể nói là suôn sẻ mọi điều, không có việc gì quá to lớn, thậm chí là vui vẻ tốt đẹp ha. Mùa xuân là mùa mà heo rất là khoái, heo tung tăng cho nên là heo rất là khoái. Tiếp đến đó là tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Thì tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ tiếp tục là một tháng kim, như vậy bổn mạng cũng tiếp tục là được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi, phát huy tác dụng rất là tối đa. Thiên can thì chữ Tân, chữ Quý thì cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân canh thì thuộc kim, quý thì thuộc thủy, cho nên nạp âm ngũ hành cũng vẫn là tương sinh, cho nên giữa mạng và thiên can thì sẽ giống như tháng 3 với rất nhiều cái sự tốt đẹp. Tuy nhiên tháng 4 thì địa chi không được tốt đẹp. Vì sao? Vì tỵ hợi thì thuộc nhóm lục xung, gia đạo tình cảm sẽ nhiều buồn phiền âu lo ở trong cái năm có lục, cái tháng có lục xung như thế này, cho nên là người quý hợi ở tháng 4 phải cẩn thận cái việc tai tiếng thị phi ở trong gia đạo của mình ha. Các em nhớ nhịn nhục một tí xíu ở trong cái việc gia đạo mình xào xáo, hoặc là tình cảm mình không có chuyện buồn phiền, có chuyện buồn phiền thì phải nhịn nhục ở trong tháng tư này, đừng có manh động mà xảy ra những cái chuyện đó không tốt đẹp ha. Rồi tháng tiếp theo của năm Canh Tý đó là tháng 5 âm lịch, là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ là một tháng mộc, như vậy xét về trụ mạng là thủy của mình sinh mộc, cho nên là gọi là bản mệnh bị sinh sức, sức khỏe bổn mạng bị yếu, cần cẩn trọng một tí xíu, không được tốt đẹp cho lắm. Thiên can thì cả nhâm quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cả nhâm lẫn quý thì là thuộc hành thủy, cho nên là công việc không có sự chống phá, cũng không có gì gặp nhiều cái điều mà không tốt. Có thể nói là tháng 4, từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 là đều có những cái điều tốt đẹp về công việc, khởi sắc hơn rõ ràng về cái công việc, về tài lộc của cái người quý hợi. Địa chi thì hợi ngọ tự chủ bình hòa, cũng không hình hại, cũng không tương khắc nhau. Như vậy tháng 5 là một tháng có thể nói là trung bình, vì không có cái gì tương khắc nhiều, vì bổn mạng chỉ bị sinh xuất thôi, yếu, suy yếu một chút xíu, không có nguy nan gì bên mình,
có thể bệnh cảm sổ mũi gì đó chút thôi chứ không đến nỗi nào. Tháng thiên can thì không có xung công khắc, địa chi thì cũng tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc, rất là tốt đẹp đúng không? Tiếp đến đó là tháng cuối cùng của cái vận hành 6 tháng đầu năm, đó là tháng Quý Mùi, tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng Quý Mùi cũng tiếp tục là một tháng mộc, như vậy sẽ cũng giống như là cái tháng năm với thủy sinh mộc, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng bị suy yếu đi một chút. Khi đó phúc tinh tài tinh cũng suy yếu thôi chứ không bị mất tác dụng, cũng phần nào khống chế được cái, cũng vẫn còn cái tác dụng của nó. Thiên can thì chữ quý của Quý Hợi và Quý Mùi là đồng hành thuộc hành thủy hết, nên công việc tài lộc không có gặp chống phá, thậm chí còn tốt đẹp hơn tháng năm. Ngon lành. Vì sao? Vì địa chi là tuổi Mão gặp tháng Mùi mà, là Hợi Mão Mùi tam hợp, dấu hiệu của nhiều sự may mắn khi mà tam hợp nó đem lại, thì nó đem lại cho cả cái gia đạo tình cảm và còn cái mối quan hệ ở trong cái cuộc sống và xã hội nữa, các mối quan hệ trong làm ăn. Như vậy thì rõ ràng là tháng 5 tốt hơn tháng 6, với quên, tháng 6 tốt hơn tháng 5 với sinh xuất bổn mạng một chút ha. Nạp âm ngũ hành thì chủ quý đồng hành, nhưng được tam hợp của địa chi đem lại nhiều cái may mắn, có thể là có quý nhân giúp đỡ cho mình ở trong công việc hành thông. Rõ ràng thì với 6 tháng đầu năm, về phần công việc thì chỉ phải chú ý ở trong cái tháng 2 với chữ kỷ khắc quý, công việc có thể sẽ đem đến nhiều cái buồn phiền âu lo ở trong công việc tài lộc của người Quý Hợi nữ mạng. Còn lại thì những tháng khác thì ổn thỏa, chỉ có một tháng là phải để ý về cái gia đạo tình cảm, đó là tháng 4 với tỵ hợi thuộc nhóm lục xung. Hy vọng rằng là có cái sự tích cực hơn ở trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm, cũng như tử vi của tổng năm đối với người Quý Hợi nữ mạng, sẽ đem đến những cái thành công, những lấy lại phần nào, lấy lại một phần nhỏ thôi, cũng không cần cần lấy hết, phần nào mà cái những cái sự mất mát mà mình đã xảy ra ở trong năm nay đối với người Quý Hợi nữ mạng. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 tháng đầu năm cũng như tử vi của người Quý Hợi cho năm Canh Tý 2020. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ là một cái hành trang nhỏ cho tất cả những người Quý Hợi nữ mạng ứng dụng vào cuộc sống, để mà có được 6 tháng đầu năm cũng như là cái cả năm Canh Tý 2020 nhiều cái sự thành công hơn ha. Phần nào lấy lại cái tinh thần, lấy lại cái sự may mắn vốn dĩ nằm trong mệnh của người Quý Hợi nữ mạng. Mọi người tuổi Quý Hợi xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!